trung học phổ thông Lý Thường Kiệt có lẽ là những kỷ niệm thân thương nhất của tuổi học trò chúng em. Và thầy cô luôn là những mảnh ghép đặc biệt nhất. Người đã cho đi để em được nhận lại, để em được thành công và vẽ nên những kiệt tác vĩ đại. Giờ đây, những người học trò nhỏ chúng em chẳng biết nói gì hơn ngoài hai từ cảm ơn. Nhà giáo Việt Nam thật là đầy ý nghĩa và cũng thật hạnh phúc. Muốn sang phải bắt cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy. Trăm năm chỉ có một ngày, và ngày hôm đó là ngày hôm nay. Qua sông gửi lại nụ cười, tình yêu xin gửi cô thầy kính thương. Tràn đầy niềm vui, dồi dào sức khỏe và thành công trong sự nghiệp chồng người.